Chúng ta phải có sân trao đổi giữa hai chiều để cho máu nó trộn lẫn,
đó là ống lồng mày, hoặc là thông lên dưới hoặc thông lên thất, có trường hợp nó có cả ba cái đó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái hoán vị đã, cái thời đại phẫu học của mình bàn trong hoán vị đại động mạch. Trong hoán vị đại động mạch có cái đặc biệt là thế này này, cái vị trí động mạch vành nó bất thường đó. Sáng nay ở trong lớp chuyên khoa 2 đấy, anh Thiện đấy, có xuất hiện ở viện tim này, anh có trình bày một ca gọi là ankapa của viện tim. Thì đứa nhỏ nó bị động mạch vành trái, nó xuất phát từ động mạch phổi chứ nó không xuất phát từ động mạch chủ. Bình thường hai động mạch của vành của mình đều xuất phát từ động mạch chủ, thì đứa nhỏ nó bị động mạch vành trái xuất phát từ động mạch phổi. Mà xuất phát từ động mạch phổi thì áp lực có đủ để nuôi cơ quả tim không? Động mạch phổi của mình có 20-25 không đủ nuôi quả tim, do đó đứa nhỏ lúc 12 tuổi bị suy tim rất sớm. Mai chúng ta làm siêu âm phát hiện ra, chúng ta làm MSCT xác định và phẫu thuật em bé đã sống. Thì ở đây đó, thì cái người hoán vị đại động mạch, cái vị trí đại động mạch nó bất thường lắm. Và vì nó bất thường, nếu mà chúng ta làm siêu chúng ta phát hiện sớm đó, phẫu thuật viên mổ ra mà cắt đứt cái đầu mạch vành thì đến nhà nguy rồi. Cái năm 90 lúc thầy học bên Pháp ở thầy học cái bệnh viện đấy kia để sau Parmalat đó, thì có một con của cặp vợ chồng người Nhật, nó sống ở bên Pháp đẻ ra cháu ấy bị hoán vị đại động mạch. Thì bên Pháp của đó giáo sư Claude Blanche mổ rất giỏi đấy, thì cái bệnh này mổ giỏi là tiến thế giới đấy. Thì ông ấy mổ, nhưng chẳng may là đứt mổ nó đứt mạch vành. Thì thầy thấy là một tuần sau đứa nhỏ nó tử vong. Do đó thì trong hoán vị đại động mạch, đây là tổng kết của giáo sư Blanche này, 235 bệnh nhân. Chúng ta vị trí động mạch vành đây thì kiểu A này. Kiểu B là các em thấy động mạch vành nó chạy từ có một lỗ nó chạy vòng đây. Và nếu động mạch vành mà cái động mạch vành nó chạy giữa động mạch chủ động mạch phổi, nó nguy, nó không dễ chịu đâu. Khi đứa nhỏ khóc nhiều quá, áp lực động mạch phổi nó tăng, động mạch vành cái này nó có thể bị đè bẹp và đứa nhỏ có con tim của đứa nhỏ. Còn trường hợp này hai lỗ riêng biệt nó sát nhau, trường này động mạch vành nó còn vòng qua cái động mạch phổi này nữa, ngược lại cái gì em thấy nó vị trí rất khác nữa. Như vậy thì trong siêu âm bài của bệnh hoán vị động mạch luôn luôn người ta đòi hỏi người bác sĩ làm siêu âm phải mô tả cho rõ là động mạch vành nó xuất phát như thế nào, vị trí có bình thường hay không. Em nhớ hôm mình học cái bài đầu tiên đó, động mạch vành khi ở mặt cắt cạnh giữa trục dọc chúng ta có thể thấy động mạch vành phải, ở mặt cắt cạnh giữa trục ngang ngang qua động mạch chủ chúng ta có thể thấy hai động mạch vành thân chung động mạch vành trái nó chia đôi ra nhánh lên thất trước và nhánh mũ và động mạch vành phải đó. Nhưng thì bác sĩ phải siêu âm ta mô tả, nếu chúng ta không thấy rõ đó thì người ta phải làm MRI CT scan để thấy rõ là chỉ mạch vành. Như vậy thì nó bỏ phẫu thuật viên tránh khỏi làm tổn thương mạch vành như vậy. Rồi cái hoán vị đại động mạch sẽ phức tạp, nó chiếm 45% trường hợp đó. Thì nó là hoán vị đơn giản phối hợp với thông liên thất này, heo động mạch phổi và các phẫu thuật chân khác. Ví dụ như heo động mạch chủ, hoàn ba lá bất thường. Và đó thì cũng giống như tất cả các bài về siêu âm nơi mục trước để nói. Đối với tim bẩm sinh, luôn luôn mấy em dùng tìm thấy tổn thương, luôn luôn mình phải làm đủ 14 mặt cắt để chúng ta tìm tổn thương phối hợp. Rồi như vậy thì sân giúp sống còn, chúng ta có tuần hoàn động mạch phế quản, ống động mạch lớp hồ dục tổn thương. Nói tóm lại thì về sinh lý bệnh, nếu hóa vị động mạch chúng ta có 3 này. Thể thứ nhất là dạng có ống động mạch lớn và lỗ hồ dục nhỏ, bệnh nhân rất dễ bị phổ phổi. Chúng ta phải làm cái thủ thuật về Ruskin, để chúng ta nong cái lỗ hồ dục cho nó lớn ra. Thế là chúng ta tạo, chúng ta tạo một cái thông liên nhĩ rất lớn cho người bệnh. Chúng ta tạo cái thông linh dĩ rất lớn đó, để máu nó trao đổi qua lại. Cái thể thứ hai là dạ có ống động mạch nó bổ sung lớn là lý tưởng đấy, thì chúng ta làm thủ thuật nó skin, chẳng qua chúng ta tạo cái thông linh dĩ lớn thôi.
Thứ ba là tỷ giá động mạch chóng lại là một dùng lớn, chúng ta phải giữ dung tích hemoglobin nó cao, bệnh nhân mới tạm sống được. Thì ví dụ các chị làm siêu mới chỉ để ý thêm cái đó thôi, chứ còn thực tế thì sao, tất cả hoán về động mạch thể đơn thuần các anh chị phải mổ, cố mổ trong vòng trước kia là 2 tuần đầu, sau này thì chúng ta tiến bộ hơn về hồi sức, chúng ta có thể mổ trong vòng 2 tháng đầu vẫn được. Là bây giờ chúng ta hoán về thể đơn thuần. Về triệu chứng cơ năng thì đây là bệnh nặng, tử vong 30% tuần nhất, 50% tháng nhất và 90% trong năm đầu. Các anh chị thấy cái bệnh nào nó kinh khủng không? Bệnh tim bẩm sinh. Tôi nhớ là cái ông giáo sư mà ông dạy tôi về tim bẩm sinh, hồi tôi mới Y3, Y4, ông giáo sư Lê Văn Điểm mà cũng học ở bên Mỹ về, ông dạy ở đó. Thì ông dạy tim bẩm sinh rất hay ấy. Tôi thích cái tim mạch một phần cũng nhờ ông đó. Là ông chẳng mang cái đứa con bị hoãn vi đại động mạch. Lúc đó Việt Nam khoảng năm tôi y ba bốn thì mới năm 1967, sao bài con ở đâu trên đường vậy hả? Thì năm đó thì ông đưa đứa con đi ra Mỹ để mổ, nhưng mà đi đến máy bay cháu nó chết. Cái hồi đó y khoa mình Việt Nam mình còn hạn chế là mình không mổ được. Thật ra cho đến năm 2000 mình cháu đã mổ được cái này. Thì 2005-2006 chúng ta bắt đầu mổ được hoãn vi đại động mạch. Thì các anh chị thấy nếu không mổ 90% nó chết trong vòng năm đầu. Triệu chứng cơ năng là triệu chứng của suy tim nặng. Tại sao nó suy tim nặng? Tại vì nó không có khả năng phải phổi. Thành ra máu nó lên phổi nhiều quá. Tại vì các anh chị để ý thấy đây là động mạch phổi, nó bắt nguồn từ thất trái. Máu lên phổi quá nhiều, như vậy nó làm suy tim rất nặng. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn có tim nhẹ, nhưng mà nếu bệnh nhân không suy tim thì sẽ có tim nặng. Bệnh nhân có thể có biến chứng như áp xe não và đột quỵ. Về triệu chứng thực thể thì huyết áp bình thường, mạch bình thường. Bệnh nhân suy tim do nó làm được biến dạng. T1, T2 bình thường. T2 nó thường nghe nó đơn độc, tại vì trong hoán vi đại động mạch, hai đại động mạch nó song song với nhau, một cái động mạch phía trước, một cái động mạch phía sau. Do đó T2 thường chúng ta nghe đơn độc chứ không phải T2 tích đôi. Đây chúng ta biết là T2 nó đóng bởi van động mạch chủ và van động mạch phổi. Nhờ nó vị trí nó xéo nhau thì khi nghe tim chúng ta nghe được tiếng T2 tách đôi. Khi chúng ta bảo bệnh nhân hít sâu vào, và đây chúng ta thấy T2 đơn độc. Không ông thổi, có ông thổi tâm thu nhẹ lấy tim. Ông thổi tâm chưa bỏ qua lá, hai lá. Nói tóm lại về khám lâm sàng của đứa nhỏ này, hầu như chúng ta không thấy gì đặc hiệu. Và cái thường thường những đứa nhỏ này, thường thường nó này rất kháu khẩn, nó sanh ra đến 4 kg. Do đó thì nếu mà bệnh nhân, khi các anh chị, nếu người mẹ đó bế đứa con, mà nói là đứa con này với đứa con khác nó to, thì cái đứa này từ sanh ra nó là to thường nữa, bây giờ nó không chịu bú, nó suy tim, nó không chịu bú, thì các anh chị nghe không thấy gì, không bao giờ nói là cháu bình thường. Vậy thì mình sẽ làm gì? Làm siêu âm tim, kiểu cách làm siêu âm tim, nhất siêu âm tim. Và siêu âm tim để mình thì đề rõ là loại trừ hoãn vi đại động mạch, chứ bác sĩ siêu âm sẽ bỏ sót cái bệnh này. Rồi về cái lâm sàng thì bệnh nhân cũng không có gì đặc hiệu ạ. Bệnh nhân có thể có biểu hiện lớn như phải này. Bệnh nhân có thể có chút que ở lệch phải ít nhiều. Bệnh nhân đôi khi có lệch thật phải. Sóng tê thường đảo sâu ở các chuyển động ngực phải, có nghĩa là bệnh nhân bị tăng gánh tâm thu thất phải, sóng tê nó mới đảo sâu. Về X quang ngực thì nó khá đặc hiệu đó, nhưng vì động mạch chủ động mạch phổi nó ở vị trí trước sau, thành ra bó lại động mạch rất thường hẹp. Kích thước của tim to nhỏ tùy thuộc vào lượng máu lên phổi, và hàm phổi tắc hay giảm tùy thuộc có hẹp động mạch phổi hay không. Nếu không hẹp động mạch phổi, chúng ta sẽ thấy toàn là phổi tăng. Nhưng thực ra chúng ta coi cái phim toàn là phổi trẻ sơ sinh hầu như rất khó coi. Tại vì nếu khóc ấy, thì người ta cầm nó lên ta chụp. Chứ còn thường thường người lớn ăn chụp còn dễ dễ coi toàn là phổi hơn. Thì người lớn nguyên tắc là chúng ta đứng ôm mặt coi khung hình. Chúng ta cách xa cái đầu mình là 2 thước. Chúng ta đều có tiêu chuẩn rõ ràng thì dễ coi hơn. Còn nếu thực ra rất khó coi toàn là phổi. Chúng ta coi để có ý niệm thôi. Cái gói phức hợp gọi là bó đại động mạch, tim bình chứng toàn phổi tăng.
trên bệnh nhân hơi tím là gợi ý chẩn đoán hoãn vị là đảm bảo. Tuy nhiên thực sự thì nếu chúng ta chỉ dựa lâm sàng ở sơ dĩ quan, chúng ta chỉ nghi ngờ, chúng ta khó chẩn đoán hoãn vị là đảm bảo. Thì siêu âm tim chính là cái chính để chẩn đoán hoãn vị là đảm bảo. Mục tiêu là chúng ta xác định cái vị thế của tim, chúng ta gọi là situs, định vị thấp, đâu là thất phải, đâu là thất trái. Xác định bất thường nối liền tâm thất với đại động mạch. Rồi kích thước tâm thất, khảo sát bệnh nhân thất, bệnh nhân giấy, khảo sát tình trạng quan nhĩ thất, và xác định loại hạt một phổi nó có ở đâu, và xác định nối tiếp vào vùng nào của tích mạch phổi và tích mạch chủ. Và những anh chị phải khảo sát hết tất cả những cấu trúc của tim nó tạo thành tim của đứa nhỏ. Thì đây là đặc điểm hình thể học của tâm thất. Các em phải thuộc nha. Từ đầu bây giờ thời gian thì ít thì từ muốn các em thuộc. Thầy chỉ đòi mấy em thuộc là gì? Vận tốc dòng máu qua van tim là mấy? Bên đây. Và cắt đầu tiên là mà cắt vào đâu, vị trí nào? Cái yếu trục dọc thì chỉ mong muốn nghe những cái này các em phải thuộc thì mới chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh được. Tức là những tiêu chuẩn đâu là thất phải, đâu là thất trái. Thất phải là cái căn thất phải nó cơ bè mặt nó thô, nó to lắm. Nó có giải điều hòa, moderator van là giải điều hòa, nó vắt ngang từ đường vách bên nó vắt vào vách chân thất. Thế nhìn chúng ta nhìn một cái hình mặt cắt bốn mồ từ mỏ, chúng ta nhìn cái thất phải nó khác hẳn với thất trái. Thất trái thì cơ bè nhỏ, mặt giãn này, thì cái đó là dấu hiệu gợi ý đâu là thất phải thất trái. Hình dạng thất phải tam giác canis thì không phân biệt được, vì chúng ta làm siêu âm 2D cũng thấy được đâu. Nếu chúng ta làm siêu âm 3D chúng ta có thể thấy được. Vị trí van thì thất, cái này quan trọng. Thất phải, cái van hai lá là van nó nằm về phía đáy tim nhiều hơn, van ba lá về phía mỏm tim nhiều hơn. Thì cái chỉ nhớ là hai van thì thất nó không nằm trên ngoài phải. Van nào nó về phía đáy tim nó là van hai lá, và van nào về phía mỏm tim là van ba lá. Mà dưới van hai lá bắt buộc cái đó là thất trái, dưới van ba lá bắt buộc cái đó là thất phải. Tại sao có cái đó không trả lời được? Giống như ngày xưa mình học định đề Euclid á, con còn nhớ không? Định đề Euclid học hình học phẳng đó hồi năm lớp 9 đó, từ một điểm qua đường thẳng chúng ta chỉ có thể kẻ một đường song song đường thẳng đó và một đường thôi, con còn nhớ không? Thì cái này y như vậy đó. Ví dụ mấy đứa bác sĩ trẻ xong nó hỏi con, tại sao dưới van hai lá là thất trái, tại sao dưới van ba lá thất phải? Anh trả lời cái đó là ý gì, văn đạo gì? Nếu đạo Chúa thì nó đạo ý Chúa, còn nếu đạo Phật nó ý Phật, và nếu đạo Hồi thì nước Ala nhé. Thì mình cũng có quyền nói vậy, tức là có những cái mình không căn nghĩa được. Rồi bây giờ văn ba mảnh hai mảnh nó vậy rất khó nhìn cái này. Cái cột cơ rất quan trọng, thất trái là thất nó chỉ có hai cột cơ, và không có cột cơ nào nó gắn vào cái liên thất. Thất phải nó thất nó có ba cột cơ trở lên và luôn luôn có một cột cơ vẫn đi quanh lên thất. Dây chẳng vậy, thất phải nó có dây chẳng gắn với lên thất, thất trái của cái tự do tương quan qua đồng chiều qua lên thất, không có sự tương quan sự nối tiếp. Thực ra nó có ở đây với em thấy là bảy điểm nó phân biệt giữa thất trái thất phải, nhưng đa số trong thực hành lâm sàng thầy dùng có ba bốn điểm mà. Thứ nhất là coi vị trí của van hai lá, thứ hai thì có cái cơ bè, cái moderator bè này, thứ ba là chỗ cột cơ nó gắn vào này. Từ ba điểm đó hoặc là dây chẳng chúng ta để phân biệt đâu là thất phải, đâu là thất trái. Thì đối với cái bàn hoãn vị đàng hoàng, chúng ta phân biệt đâu là thất phải, đâu là thất trái xong rồi, coi như xong cái siêu âm này. Sau đó chúng ta xác định đâu là động mạch chủ, đâu là động mạch phổi. Thì động mạch chủ nó có đặc điểm là gì? Hình nó cong cong. Động mạch chủ thì nó cho ra hình cong cong này, và nó có mấy nhánh đi ra. Cái động mạch phổi làm sao? Nó thẳng, nó chia đôi ngay. Động mạch chủ thường thường nó có hai cái động mạch vành ở gốc, động mạch vành nó không có động mạch phổi, không có động mạch vành. Bây giờ có một cái hôm trước thầy nói với em ấy, khi chúng ta cắt trục dọc, chúng ta thấy đại động mạch cái ngựa, cái này không phải là động mạch chủ, đại động mạch cái ngựa trong góc chúng ta nghĩ đến năm bảy. Mình đầu tiên hôm trước mình học là bệnh lý chứng pha lô, bệnh thường gặp nhất. Bệnh thứ hai là không đấu van động mạch phổi, cái bệnh nên thất hảo.
Bệnh thứ ba là hoãn vị tại động mạch. Bệnh thứ tư là thất phải hai đường ra. Bệnh thứ năm là tân chư cục mạch. Thì mấy cái bệnh này thì sẽ giảm cho mấy em hết. Khi chúng ta nhìn cái đó thì chúng ta nghĩ đến năm bệnh. Từ mình gọi từ từ một vài một trăm đó thì chúng ta có cái chẩn đoán thì chúng ta có thể phẫu thuật được. Thì đây là trong hoãn, đây là chúng ta thấy trong hoãn vị tại động mạch, động mạch chủ và động mạch phổi nó song song với nhau. Khi chúng ta cắt mặt cắt thì chúng ta thấy đây là động mạch phổi, nó về phía thất trái, đây là động mạch chủ, nó về phía thất phải. Thì đây là trong cái hình ảnh xương động mạch phổi, động mạch chủ. Cái này cũng là một cách từ động mạch phổi. Có trường hợp người chủ hoặc nó xếp hơi xéo thế này, và đây chúng ta có động mạch chủ, động mạch phổi, nó tương tác. Thì đây cái hình của màu là nó vẽ hoãn vị tại động mạch cho các anh chị dễ tưởng tượng. Động mạch phổi nó lại dẫn máu đỏ trong cái bệnh hoãn vị tại động mạch, và động mạch chủ nó dẫn máu đen, nó bắt nguồn từ thất phải dẫn máu đen, nó sống được nhờ cái ống động mạch ở đây, nó tạo cái sân thông thường. Thì đây là cái hình mà thầy cắt ở bên tim này này, hồi đó này, thì các anh chị thấy đây động mạch chủ này, đây động mạch phổi, đây động mạch phổi đây. Và trường hợp này nữa, chúng ta có đây là động mạch phổi nhé, đây là động mạch chủ, nó song song với nhau, bệnh nhân có thêm thông liên thất ở đây. Đây là mặt cắt, sẽ cắt qua động mạch phổi này, cái cắt nó ra dòng máu qua qua động mạch phổi đi vô thất trái. Đây là cũng có một cái hình ảnh xương động mạch phổi, nó đi từ thất trái, động mạch chủ đi về phía thất phải. Đây là cái hình ảnh, các anh chị thấy động mạch phổi ở đây nha, thì các anh chị thấy cấu trúc nó thẳng, nó là động mạch phổi đây, và nó chia hai nhánh động mạch phổi phải, động mạch phổi trái đâu. Còn động mạch chủ thường thường cái hình nó cong cong, và chúng ta nghiêng đầu rồi chúng ta thấy mấy nhánh đập ra, chúng ta phân biệt đâu là động mạch chủ, đâu là động mạch phổi. Thì nói thì nó dễ vậy đấy, nhưng nó mới đầu thì các anh chị có làm một tiếng xong cái siêu âm này cũng đừng buồn nhé, nó hơi khó một chút đấy. Còn bây giờ chúng ta làm siêu âm thông liên thất, thông liên nhĩ, còn nó động mạch thì mới tập thì độ 10-15 phút. Còn bây giờ những người các anh chị mà làm siêu âm đây thì 2-3 phút là xong một cái à. Thế còn đối hoãn vị tại động mạch trong giai đoạn đầu chúng ta làm thì nó cũng khá lâu, nhưng từ từ các anh chị sẽ quen đi. Nhưng có cái nguyên tắc chính là gì? Nguyên tắc chính là khi tôi thấy đại động mạch cái ngựa, cho nó từ nghĩ đến 157. Sau đó chúng ta quay xoay cái ước trục ngang qua động mạch chủ. Xoay cái ước ngang qua động mạch chủ chúng ta thấy hai vòng tròn. Thì trong óc chúng ta chỉ còn có hai bệnh. Bệnh thứ nhất là hoãn vị tại động mạch. Bệnh thứ hai là thất phải đường ra. Còn nếu nó thân chân động mạch thì nó có một vòng tròn. Nếu không lỗ van động mạch mà có liên thân hở thường cũng có một vòng tròn. Thì nó khác nhau để phân. Còn tứ chi pha lô, các anh chị xoay ngang ra thì các anh chị thấy gì? Động mạch chủ nó cắt ngang, động mạch phổi nó vòng, nó ôm đấy, nó khác hẳn. Như vậy thường chúng ta chỉ dùng hai mặt cắt, chúng ta đã phân biệt được. Có lẽ hôm nay tôi ra ngõ tôi xui quá, tôi gặp đúng gì hoãn vị tại động mạch thì làm lâu hơn chút thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta làm được cái bệnh này đấy, thì nhiệm vụ người thầy thuốc làm sao chúng ta phải cố gắng thuyết phục người ta mổ trong vòng 2 tháng đầu để hoãn vị tại động mạch, để đơn thuần. Và luôn luôn chúng ta nhớ là chúng ta phải làm đầy đủ 14 mặt cắt. Các anh chị vẫn phải tìm xem có heo gao động mạch chủ hay không, coi ống động mạch có không có thông liên nhĩ, thông liên thất, làm đầy đủ 14 mặt cắt. Coi bốn kinh mạch phổi có đổ trận ngược lại về nhĩ trái không. Rồi bây giờ đến điều trị. Thì điều trị thì ngày xưa đấy thì thường là người ta phải truyền prostaglandin, người ta giữ cho ống động mạch vào, giữ ống động mạch vào trong vòng vài ngày. Rồi người ta làm mở thông liên nhĩ, cái này của tổng Ruskin. Thì ở đây làm được, chúng ta dùng máu, chúng ta mở cái nơ thông liên nhĩ, thì chúng ta giữ em bé nó sống đến ngày đó, và chúng ta chuẩn bị mổ cho người bệnh. Thì nó có hai phẫu, có hai kiểu phẫu thuật. Phẫu thuật thứ nhất là chúng ta sửa chữa thằng nhĩ, nó gọi là phẫu thuật Busta, phẫu thuật Sunny. Nhưng cái này dù chúng ta là bác sĩ mà nội khoa, chúng ta phải đọc để hiểu cái này, để chúng ta biết cách là chúng ta làm xương, chúng ta coi nó có những điều kiện gì chúng ta có thể mổ được. Thì cái thứ hai này, trong cái lớp xương của ông giáo sư mà Silverman đó,
thì ông sống mấy chục năm ở nơi có mổ tim đó, thì luôn luôn ông dạy xem mà chúng ta phải làm để có những cái điều kiện nào bệnh nhân có mổ được không. Và thường là trong tim mạch, về tim bẩm sinh đó, thì chính bác sĩ đâu qua tim mạch định cái kế hoạch mổ cho phẫu thuật viên, nên phẫu thuật viên cũng không phải hẳn là người định cái mổ. Nhưng còn nếu các anh chị đi học mổ về bụng, mổ niệu thì thường thường là mấy ông thầy bác sĩ ngoại khoa ông lo hết từ chẩn đoán đến mổ luôn được. Nhưng mà cái tim bẩm sinh nó quá phức tạp, nên giờ thường thường nó phân chia chính cái bác sĩ học siêu âm, bác sĩ làm nội khoa nhi đó cũng phải học về kỹ thuật mổ biết thôi, rồi bàn với bác sĩ nội khoa ngoại khoa chúng ta mổ theo đúng pháp nào cho người bệnh. Cái phẫu thuật Mustasinin thì nó mổ cách đây khoảng 30 năm 40 năm. Phẫu thuật này giai đoạn đầu nó cứu được rất nhiều em bé bị hoãn vi trần động mạch, nhưng nó có một nhược điểm là gì? Nó nhược điểm là chúng ta mổ chúng ta xẻ cái tâm nhĩ nhiều quá, sau này đứa nhỏ bản nhiễm rất nhiều. Và thứ hai là cái phẫu thuật này nó chỉ đưa máu, nó đưa cho máu từ nhĩ phải trở về thất phải, đưa máu đưa nhĩ phải trở về thất trái, đưa máu từ nhĩ trái trở về thất phải để cho nó dẫn máu đến, chứ còn thất phải đấy nha, nó vẫn phải làm việc y như thất trái, ra mai mốt nó sẽ suy tim. Phương tiện thứ hai, cái phương tiện cái phẫu thuật này là hay nhất này, là truyền cả đai động mạch và động mạch vành, tức người ta đem động mạch chủ, người ta gắn trở lại cái thất trái, đem động mạch phổi gắn trở lại thất phải, thì phương pháp phẫu thuật đó là hay nhất. Thì ở đây thì mổ được đây cái người mổ gần nhất là viên đấy, bác sĩ viên đấy, cái mổ phẫu thuật này. Nếu không điều trị đã hầu hết trẻ thơ sơ sinh bị hoãn vị thân hình thuật sẽ tử vong trong vòng vài ngày trong bệnh cảnh thiếu oxy toàn hóa trị tim mạch. Thì phẫu thuật afferent switch trận chuyển động mạch thường dùng nhất hiện nay, thì ngày xưa đó thì cách đây 20 năm người ta phải mổ trong 10-15 ngày đầu sau sinh khi thất trái còn tốt, nhưng bây giờ khả năng chúng ta tiến hơn, chúng ta có thể mổ trong 2 tháng đầu. Thì ra các chị thiếu nước gặp người bệnh trong vòng 1 tháng nói vẫn còn mổ được, thì chúng ta đem gửi đến trung tâm chuyên khoa để mổ cho cháu bé. Thì thường thường người ta yêu cầu nhóm phẫu thuật phải thành thạo, chúng ta khảo sát thành cô trước mổ cái thức tâm thất tử vong 10% là khá cao đấy. Thường thường tử vong mổ tim thường thường ví dụ mổ thông lên thất tử vong nó là dưới 1%, có khi có năm 1.000 ca không có ca nào tử vong. Mổ tim chuyên khoa lâu thì chúng ta chấp nhận được khi tử vong nó dưới 5%, còn mổ cái này tử vong thường nó cao hơn, đặc biệt những trung tâm nào mới mổ tử vong cao, sau này tiến bộ hơn thì nó đỡ hơn như vậy. Còn nếu bệnh nhân có thông liên thất thì chúng ta có thể mổ trễ hơn, tại vì giờ có thông liên thất thì cái thất trái nó không bị teo đi. Cái chỉnh nhớ nguyên tắc là như thế này này, cái thất phải mà nó lớn trong phạm vi động mạch phổi nó xuất phát từ thất trái, do đó thì cái thất trái nó đẩy cái máu áp lực thấp từ trong phổi áp lực thấp, do đó làm việc như vậy thất trái này dần dần nó teo đi. Các anh chị để quá 2 tháng tuổi nếu mổ thì thất trái nó làm việc không được, chuyển lại thì nó sẽ suy tim, nó giảm chết trong hồi sức. Còn nhưng mà nếu đứa nhỏ có thông lên thất thì cái thất trái nó vẫn được làm việc, do đó thì chúng ta nên mổ trước 1 tuổi để tránh bị Alzheimer. Thì thường thường người ta là chuyển động mạch và biết thông lên thất. Rồi nếu có hẹp động mạch phổi vào thông lên thất, chúng ta có thể mổ tuổi 2 tuổi, 3 tuổi. Thế là chúng ta làm siêu chúng ta thấy quán về động mạch, thế nhỏ có thêm hẹp động mạch phổi và thông lên thất thì 2 tuổi vẫn mổ được. Các chị chỉ cần nhớ nguyên tắc đó và gửi cháu bé đến trung tâm mà có thể phẫu thuật cho cháu bé được. Ở đây thì tóm tắt một vài kết quả hình cho các anh chị coi. Đây là cái hình, đây là phẫu thuật Sandring này. Sandring tức là sửa chữa tầng nhĩ. Các anh chị thấy người ta lấy máu của tĩnh mạch chủ trên, máu tĩnh mạch chủ dưới, tức là máu đen, người ta đưa về thất trái, máu từ thất trái người ta đưa lên động mạch phổi. Rồi sau đó thì máu từ nhĩ phải, nó từ nhĩ trái đây người ta mình đưa từ về qua về thất phải và đưa động mạch chủ. Như vậy thì cái phẫu thuật này xong thì động mạch chủ sẽ dẫn máu đỏ
đồng bày phổi rất có ra. Nhưng cái phẫu thuật này nó có nhược điểm là gì? Là cái thất phải ấy, nó luôn luôn làm việc dưới cái động mạch chủ, cái áp lực cao. Mà cấu trúc của thất phải được tạo ra không phải là để chịu áp lực cao. Bình thường người lớn á, thất trái dày là 11 mm, thất phải có 3 mm, không làm việc cao nó chịu không nổi. Do đó những cái nhỏ được mổ nó có thành này, sau này nó sẽ suy tim. Suy tim vì cái thất phải nó chịu không nổi. Suy tim đây là suy tim trái, tại phẫu thuật nó làm việc dưới thất trái.